Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh xin chia sẻ một cái vấn đề mà bạn gái mình thường hay gặp, đó là gì? Đó là chẳng hạn như mình hay bị giống như là ở dưới mí mắt mình có những cái mụn nhỏ nhỏ, rồi trên trán mình nhiều khi có những cái mụn nhỏ nhỏ. Đó là trường hợp mình càng ngày lớn tuổi mình thấy rất là nhiều luôn. Rồi nhiều khi mình thấy trên cổ có những cái cục thịt nhỏ nè, rồi mụn cóc nè. Giống như là những cái cục thịt dư trên da của mình rất là nhiều. Và nguyên nhân tại sao mình đã bị như vậy, trước khi mà Nhật Thanh vô cái vấn đề chính thì mình cũng xin giải thích rõ với các bạn, giống như là thêm về cái vấn đề ở bên ngoài là tại sao, là tại do nhiều khi Nhật Thanh cũng nói nhiều lần và rất là dai, đó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Chẳng hạn như mình giống như rằng mình có những cái chứng bệnh gì hay là chứng bệnh ngoài da trong cơ thể của mình, cái bao tử nó quyết định cũng rất là quan trọng. Tại vì chẳng hạn như các bạn thấy đi, mình ăn uống cái gì mình cứ tưởng rằng cái bao tử, cái hệ thống của tiêu hóa của mình chỉ là làm tiêu thức ăn thôi và đưa những cái dinh dưỡng đi toàn khắp cơ thể, và mình không nghĩ nó rằng nó có những cái nhiệm vụ khác nữa. Đó là gì các bạn? Đó là nhiều khi mình ăn những cái thức ăn giống như rằng nó dơ, nó có bị những cái con vi khuẩn có hại cho cơ thể, mình ăn vô trong cơ thể thì cái bao tử của mình nó giúp diệt đi những cái con vi khuẩn đó. Trường hợp là mình có đủ axit trong cái bao tử của mình. Nếu mà bao tử của các bạn nó có cái vấn đề giống như là càng lớn tuổi, cái chất axit trong bao tử của mình nó càng ngày nó càng yếu yếu đi rất là nhiều. Bởi vậy cái con vi khuẩn khi mà nó vào trong cái bao tử của mình nó không bị diệt, nó nằm trong cái cơ thể của mình. Rồi nhiều khi có những cái con vi khuẩn nó làm cho mình á, chẳng hạn như là mình bị giống như là bị tiêu chảy các bạn, mình bị tiêu chảy rồi nó nằm trong cơ thể mình, nó gây những cái chứng bệnh khác. Bởi vậy cái chất axit trong bao tử của mình rất là quan trọng, phải nói là rất là quan trọng. Và nhiều khi cái hệ thống tiêu hóa của mình nó cũng ảnh hưởng tới cái gì, chẳng hạn như anh nói chơi một chút xíu, rộng ra một chút xíu. Tại vì mình rất thích coi chương trình về giống như là về bác sĩ, nhất là các bác sĩ giống như là Nhật Thanh hay coi trên bác sĩ Mỹ, các bạn hay nói về vấn đề bệnh hàng ngày thì mình rất là khoái coi. Bởi vậy mình mới hiểu thôi, mình hiểu được chút xíu, cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Bởi vậy do cái hệ thống tiêu hóa của mình nhiều khi làm việc không có tốt nên ảnh hưởng tới cái bú cổ của mình. Chứ nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình bị bú cổ là do cái bú cổ ảnh hưởng cơ thể của mình, nhưng mà nhiều khi các bạn bị bú cổ mình phải kiếm ra cái nguyên nhân để mình trị cho nó đúng chỗ thì nó mới hết được, và căn bệnh của mình nó mới được trị được mỹ mãn. Còn nếu không thì cái bú cổ các bạn mình trị hoài, mình uống thuốc hoài, Nhật Thanh cũng không có muốn xài cái gì giống như là điều khiển mình suốt cả cuộc đời này. Nhật Thanh không muốn cái chuyện đó. Tại vì mình có nó, mình mới được vui, cơ thể mình mới được khỏe. Thì bởi vậy Nhật Thanh luôn luôn tìm những cái phương pháp giống như là thiên nhiên. Khi nào mình cạn kiệt rồi, mình kiếm không ra được nữa thì mình mới lệ thuộc vào viên thuốc các bạn. Thì khi mà cái bao tử của mình càng lớn tuổi càng yếu như vậy và tiêu hóa không được tốt thì mình làm cách nào để mình giúp cái hệ thống tiêu hóa của mình nè. Chẳng hạn như mình có thể như Nhật Thanh thấy các bác sĩ từng chỉ dẫn thì mình chia sẻ lại thôi nha. Thì trước khi ăn cơm mình có thể sử dụng nước giấm táo. Giấm táo thì mình có thể một cái ly nước nhỏ 8 hay 12 ao, mà 12 ao Nhật Thanh thấy quá nhiều. Nếu các bạn uống quá nhiều thì mình không thể nào mà mình ăn cơm được. Bởi vậy mình sử dụng một ly nước 8 ao thôi, và mình chỉ bỏ trong đó một muỗng cà phê hay là hai muỗng cà phê thôi các bạn, trước khi bữa ăn. Và khi uống xong các bạn phải ăn liền, chứ không thể nào mà mình uống xong rồi mình để một thời gian rất là lâu mình mới ăn cơm, thì cái điều đó làm hại bao tử của mình. Bởi vậy mình uống xong khoảng 10 hay 15 phút sau bắt buộc các bạn phải ăn cơm. Mình ăn cơm mà nếu mà mình không có muốn giống như là uống trước khi ăn cũng được, uống sau khi ăn cũng được các bạn, cái đó không thành một cái vấn đề. Nói chung là mình uống vô để giúp cái hệ tiêu hóa trong cái cơ thể của mình thôi. Và các bạn thắc mắc rằng một ngày mình có thể uống được mấy lần, giống như rằng
Một ngày các bạn có thể sử dụng 2 hay 3 lần. Chẳng hạn như một ngày mình ăn 3 bữa cơm thì mình có thể uống 3 lần. Mà nếu mình ăn 2 bữa cơm thì mình sử dụng được 2 lần các bạn, tùy theo mình đã ăn mấy bữa cơm trong một ngày thôi. Ngoài mình sử dụng giấm táo thì mình có thể sử dụng cái gì? Đó là nước chanh với mật ong. Các bạn phải nói rằng mật ong diệt khuẩn cũng rất là tốt, và nước chanh chất chua giúp cho mình tiêu hóa cái thức ăn rồi đẩy những cái dầu mỡ trong cái cơ thể của mình ra cũng rất là tốt và rất tốt cho gan nha các bạn. Gan thì rất thích cái vị chua, bởi vậy mình uống nước chanh mật ong rất là tốt. Mà nhất là cái mật ong Manuka diệt khuẩn rất là hay. Các bạn bị vấn đề trào ngược dạ dày cũng là do con vi khuẩn HP trong đó, bởi vậy khi mà mình uống cái mật ong Manuka thì Nhật Thanh đã từng chia sẻ bên kênh Nhật Thanh Luciana, thì khi mình uống vô như vậy nó không có diệt liền cái con đó, nhưng mà từ ngày này sang ngày khác mình uống từ từ nó diệt từ từ các bạn, thì nó giúp cái tình trạng cái bao tử của mình rất là tốt. Mà phải nói rằng mật ong Manuka rất là tốt các bạn. Và mình ngoài cái thí dụ mình bị trào ngược dạ dày, mình không có thể nào sử dụng được những cái đồ chua như là chanh nè, giấm táo nè, thì mình có thể sử dụng cái gì các bạn? Đó là nước rau tía tô, hay là mình sử dụng cái lá mơ nè, giúp cho cái bao tử của mình đồ ăn tiêu hóa thật là tốt. Thì nói chung rằng cái về giúp hệ thống tiêu hóa mình tiêu hóa đồ ăn tốt thì rất là nhiều cách. Nhật Thanh chỉ chia sẻ sơ những cái gì mà Nhật Thanh có thể bây giờ nghĩ ra được thôi, chứ nhiều khi mình nói chuyện mình không có nhớ hết được những cái gì các bạn. Bởi vậy cái hệ thống tiêu hóa của mình tốt thì nó sẽ giúp cho mình diệt khuẩn và tránh mình những cái chứng bệnh về da hay là trong cái cơ thể của mình. Thì trở lại cái vấn đề hôm nay, đây Nhật Thanh xin chia sẻ về kinh nghiệm của một vị bác sĩ đã từng chia sẻ và Nhật Thanh đã từng học hỏi. Thì các bạn biết rằng khi mà cái da của mình bị những cái cục thịt lòi như vậy và bị mụn cóc như vậy, thì mình có thể sử dụng cái nguyên liệu gì ở nhà để giúp cho cái những cái đó nó giống như là nó xẹp xuống hay là nó rụng đi các bạn? Đó là mình sử dụng giấm táo. Mình sử dụng giấm táo thì khi các bạn sử dụng như vậy, mình lấy cái miếng băng keo mà mình hay giống như là mỗi lần bị thương á, da mình bị cắt thì mình dán lên á để mình bảo vệ cái vết thương, thì mình lấy cái miếng băng keo đó rồi mình lấy cái nước giấm táo mình nhỏ vào trong đó vài giọt các bạn, rồi mình đắp lên cái cục thịt dư đó, và một ngày á mình làm 2 lần như vậy. Và tùy theo cơ thể của mỗi người chứ không phải ai cũng giống ai các bạn. Chẳng hạn như cơ thể của Nhật Thanh có thể trong vòng 1 hay 2 tuần mình đã thấy được cái kết quả và mình thấy cái mụn đó từ từ nó như là nó muốn rớt hay là nó muốn xẹp đi các bạn. Nhưng mà đối với những bạn thì cái da có thể cần cả tháng hơn lận. Bởi vậy tùy cơ thể. Và nếu khi các bạn sử dụng như vậy, mình thấy cái cơ thể mình giống như là 1 hay 2 lần đầu mà mình cảm thấy khó chịu, thì Nhật Thanh khuyên các bạn không nên sử dụng, mình nên ngưng. Mình nên ngưng, tại vì không phải là cái phương pháp nào cũng thích hợp cho cái cơ thể của mình. Nhật Thanh chỉ chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình và cái kinh nghiệm của một vị bác sĩ đã từng, giống như là Nhật Thanh đã từng học hỏi, thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của mình thôi. Còn tùy theo cái cơ thể của mọi người các bạn, giống như là cơ thể giống như là mình đâu ai giống ai đâu, bởi vậy người ta chỉ cho mình nhưng mà mình phải giống như là mình xài 1 hay 2 lần thấy không có cái hiệu quả, mình cảm thấy nó khó chịu là mình phải ngưng ngay lập tức. Mình ngưng ngay lập tức các bạn. Thì đó, Nhật Thanh nói cái kinh nghiệm riêng của mình ngày hôm nay. Mình phải nói rằng các bạn có thấy rằng da mặt của Nhật Thanh dạo này càng tốt hơn hay không? Và những cái phải nói rằng mặt Nhật Thanh bị tàn nhang rất là nhiều chứ không phải là ít đâu các bạn, và tàn nhang càng ngày càng mờ. Thì có lẽ rằng á, Nhật Thanh sử dụng cái loại kem thoa mặt mà mình đã từng chia sẻ với các bạn, đó là kem thoa mặt cà rốt bài sao, giống như là mình vừa đăng cái bài đó xong là bây giờ mình đăng cái bài này, thì các bạn muốn xem thì mình trở lại mình xem cái bài đó. Và phải nói rằng cái loại kem đó không phải là chỉ có da khô là mới xài được không đâu các bạn,
bất kỳ loại da nào mình cũng xài được. Và chính Nhật Thanh nó da mình cũng bình thường, không phải là khô, nhưng mà khi mình sử dụng lên á, phải nói rằng á, và phải nói rằng cái kem cà rốt này á, mình á, xài rất là lâu. Bởi vậy các bạn thấy cái da mặt của mình mỗi ngày càng tốt hơn. Và mình nói rằng mình chỉ giữ được 2 tuần thôi, mình nói cơ bản cho các bạn, nhưng mà nhiều khi thời tiết mát và tốt mình giữ được cả tháng trời cũng được, nhưng mà mình trừ hao nó bị hư. Mình sợ rằng tới khi mùa hè trong nhà mình khí hậu không được tốt, rồi mình bảo quản không tốt, tại vì cái cà rốt nó tươi nên mình chỉ nói có 2 tuần thôi. Nhưng mà cái mùa đông này khi mà Nhật Thanh làm kem cà rốt mình xức lên trên mặt của mình á, thì phải nói rằng mình giữ được cả tháng trời luôn đó, chứ không phải là 2 tuần đâu. Và rất là tốt, da của mình là da thường thôi chứ không phải là da khô, bởi vậy mình càng xài nó lại càng tốt hơn nữa. Thì nếu mà các bạn muốn xem cái bài đó thì mình trở lại cái bài cũ nha. Và mình xin ngưng video ở đây, và mình xin chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye.